7 loại tài khoản Canva mà các bạn thường gặp ở trên thị trường. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các loại tài khoản Canva để các bạn nếu mà muốn sử dụng hoặc là muốn mua thì các bạn biết được là mình sẽ nhận về tài khoản như thế nào và tính năng công dụng của nó ra làm sao để anh em đỡ phải bị lừa đảo nhá. Ok, thì cái tài khoản đầu tiên đó là cái tài khoản free. Cái tài khoản free này thì các bạn chỉ việc đăng ký tài khoản thôi, và trang chủ Canva và đăng ký tài khoản là các bạn nhận được hoàn toàn miễn phí rồi. Thì ở cái tài khoản miễn phí này thì các bạn vẫn có những cái mẫu này, các bạn vẫn có những cái mẫu của các cái mạng xã hội sẵn, những cái template sẵn rồi, và rất là nhiều những hình ảnh mà nó được sử dụng hoàn toàn là miễn phí thì các bạn vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn một số tính năng. Ở cái bản miễn phí này thì mình khuyên là anh em chỉ dùng khi mà mình mới bắt đầu tạo tài khoản để mình nghiên cứu sơ sơ thôi, còn lại về sau thì các bạn nên dùng bản cao cấp hơn để mình có được trải nghiệm tốt hơn nhá. Cái loại tài khoản tiếp theo là cái tài khoản dùng thử. Thì Canva nó sẽ cho mình sử dụng cái tài khoản Pro này dùng thử trong vòng 1 tháng, 30 ngày. Thì cũng có rất là nhiều bạn mà đăng ký cái tài khoản dùng thử này và mang đi bán lại ở trên thị trường á. Và cái việc này thì khi mà người ta nói là các bạn mua sẽ là 1 năm này hay là vĩnh viễn gì đấy, nhưng mà thực tế là chỉ được 1 tháng thôi là các bạn sẽ hết. Cái này để nhận biết rất là dễ thôi, các bạn vào trong tài khoản, các bạn bấm vào chỗ là cài đặt tài khoản nhá. Sau đó thì các bạn xem ở cái chỗ mà thanh toán đây, thanh toán. Thì các bạn sẽ thấy là cái lịch sử thanh toán cũng như cái gói này của mình là gói Pro. Thì đối với lại một số tài khoản mà dùng thử thì sẽ có chữ là dùng thử ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đây, lịch sử mua hàng của mình đây. Các bạn thấy không, mình thanh toán này. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào trong này chúng ta sẽ biết ngay là nó là tài khoản Pro mua mất tiền hay là không, hay là dùng thử nhá. Thì có rất là nhiều bạn là mua và bị lừa đảo á, thì nhắn tin cho mình thì mình bảo check, thì hóa ra là toàn là tài khoản dùng thử thôi. Thì các bạn nên lưu ý vấn đề này nhá. Tiếp theo là tài khoản Pro mất tiền. Thì cái loại này là mình mua khoảng là tầm 119 đô một năm á. Đấy, thì loại này là lại mất tiền không nói rồi. Đấy, chẳng hạn như mình mua đây 119 đô một năm đây. Đấy, đã trả vào tháng 3/2021 đây. Đấy, thì cái loại này thì cũng rất là dễ thôi, mình vào mình check, mình kiểm tra ngay được. Thì đối với cái tài khoản này thì đương nhiên rồi, nó là lại mà chúng ta sẽ phải trả tiền và là gần như là gọi là xịn nhất của Canva luôn. Thì chúng ta đã dùng rất là nhiều, gọi là full tất cả tính năng đây rồi, không thiếu một tính năng gì. Đấy, tất cả tính năng đều có đấy hết rồi. Tiếp theo đó là cái tài khoản mà Edu giáo viên. Cái tài khoản Edu giáo viên là cái tài khoản mà dành riêng cho cái mục đích đó là giáo dục và đào tạo. Thì cái này thì tính năng nó full tất cả tính năng của tài khoản Pro, tức là tài khoản Pro mà mua mất 2 triệu này, 119 đô này có tính năng gì á, thì cái tài khoản Canva giáo viên này á nó cũng y hệt, có đầy đủ tất cả tính năng, thậm chí là nó còn có thêm nhiều tính năng để quản lý và phân loại và hỗ trợ học viên á, còn hay hơn cả Pro cơ. Và có một cái điều nữa là chúng ta sẽ thêm được 3.000, tức là một cái tài khoản giáo viên này mình sẽ thêm được 3.000 tài khoản con. Thì cái loại tài khoản này ấy, thì chúng ta có thể là mua với giá là 250.000, các bạn có thể truy cập vào trong cuồng Canva hoặc là vào trong cái fanpage của chúng ta, đó là cộng đồng thiết kế Canva. Trong này thì các bạn chỉ cần ebook thôi và mình sẽ support và hỗ trợ cho các bạn. Và cái tài khoản này thì hiện tại bên mình đang đăng ký giúp cho các bạn là 250.000. Đấy, 250.000 là các bạn dùng vĩnh viễn luôn đó nhá. Có bảo hành đầy đủ các bạn. Các bạn chỉ việc nhắn tin vào trong đấy thôi. Đấy, có rất nhiều bạn mà bị vấn đề cũng như là Deep Pro hoặc là bị mất tài khoản hay này kia thì bọn mình đều hỗ trợ hết, thoải mái để mà hỗ trợ các bạn tốt nhất. Cái tài khoản tiếp theo là tài khoản dành cho học sinh, nó cũng là Edu, thế nhưng mà ngược lại thì nó nằm dưới cái quyền quản lý của giáo viên. Nó chính là một trong 3.000 tài khoản con này. Thì cái loại tài khoản này cũng rất là nhiều anh em khi mà mình lên trên mạng, mình mua mấy cái thằng mà nó chạy quảng cáo lên ta linh tinh ở trên mạng này, thì nó bán giá rất là rẻ, thì cũng có thể là các bạn sẽ mua phải cái loại này. Và cái loại này thì sẽ bị giới hạn những tính năng, ví dụ như là không được áp được phông này, và chúng ta phải chịu cái quyền quản lý của cái tài khoản giáo viên này. Thế còn cái tài khoản học sinh này thì các tính năng Pro các thứ thì vẫn full như bình thường. Thì cái này thì bọn mình đang tặng hoàn toàn miễn phí ở trong cái group đó là cuồng Canva này. Đây, cộng đồng thiết kế Canva này, tặng hoàn toàn miễn phí, bao nhiêu anh em chỉ cần hỏi cái được nhá. Là ông nào cũng có cho anh em luôn, từ tài khoản Việt Nam đến tài khoản quốc tế hay là tài khoản nước ngoài đều có hết. Đấy, hoàn toàn miễn phí nhá. Nhớ nhá, lúc nào cũng là miễn phí. Cái loại này anh em cẩn thận nhé, không thì nhiều khi mình mua mình bị lừa. Bọn nó hay kiểu là thứ nhất đó, tài khoản này thì không thể nào mà là email của anh em được. Đấy, như tài khoản giáo viên thì bọn mình có thể nâng cấp từ email anh em lên được. Nhưng tài khoản học sinh này thì họ thường sẽ là chia sẻ các bạn một cái đường link và các bạn chỉ bấm vào đấy thôi. Đấy. Trước kia là khi mà mình hay tặng tài khoản nhiều á, số lượng rất là lớn và mình đưa hẳn đường link để đăng nhập vào á, thì có rất nhiều bên là ăn cắp cái tài khoản giáo viên này và mang đi bán, chia nhỏ để bán. Có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình là anh ơi em ở trong lớp học của anh mà cuối cùng là mua mất tiền. Thì lúc đó mình phát hiện ra, nên là mình muốn cảnh báo các bạn đó là tránh hai cái loại tài khoản này. Tránh cái loại này, một đó là cái loại mà tài khoản học sinh này, cái này bọn mình tặng hoàn toàn miễn phí. Hai là cái bản dùng thử. Cái dùng thử này các bạn phải tự đăng ký được, dùng thử 1 tháng thì các bạn nên tránh loại này. Tiếp theo là tài khoản doanh nghiệp và tài khoản phi lợi nhuận. Tài khoản doanh nghiệp là những cái tài khoản mà những doanh nghiệp lớn đó, họ cần số lượng, họ có số lượng các cái
các cái bạn thiết kế đông á, vừa hàng chục thậm chí hàng trăm á, thì họ có thể mua cái bản thiết kế này để có thể thêm được những tính năng rất là đặc biệt, hoặc là có API để làm ra những cái phần mềm, những cái website riêng, những cái app riêng, thì đó là tài khoản doanh nghiệp. Một tài khoản nữa là tài khoản phi lợi nhuận, đó dành cho các tổ chức đặc biệt, ví dụ như là ở bên châu Phi chẳng hạn, được tài trợ những tài khoản đặc biệt này. Cái loại này thì mình gần như là chưa gặp bao giờ. Đấy, ok. Thế thì Canva nó chia làm hai cái server chính, một là cái server quốc tế, đấy, là chính là cái Canva mà chúng ta hay sử dụng ạ. Thì cái server chính này nó bao gồm rất là nhiều các ngôn ngữ rồi, gần như là toàn tất cả các ngôn ngữ đây. Đấy, có cả tiếng Việt luôn. Đấy. Thứ hai là server Trung Quốc, đó server Trung Quốc. Server Trung Quốc này thì các bạn có thể truy cập vào đường link, nó là canva.cn. Thì ở cái server Trung Quốc này sẽ có thêm rất là nhiều các cái mẫu, các element, các thiết kế, những cái icon đặc biệt dành cho thị trường châu Á. Cái loại tài khoản này bọn mình vẫn đang thì tặng hoàn toàn miễn phí nhá. Tặng hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ được nhắn tin vào trong trong cái fanpage này là các bạn có thể nhận được rồi. Ngoài ra nếu các bạn muốn mua tài khoản dùng riêng nhá, dùng riêng để sử dụng toàn bộ tính năng, cũng như là mình có thể là quản trị, cũng như là upform các thứ á, hoặc là một số bạn mà là làm đào tạo này, hoặc là giống như kiểu mình muốn có một cái tài khoản để mình đi tặng cho mọi người, để mình thu hút cộng đồng, mình kéo mọi người về với mình á, để làm một cái món quà chẳng hạn, thì mọi người có thể là mua tài khoản này. Tại vì mình có thể chia nhỏ được thành 3.000, đúng không? Chia nhỏ thành 3.000 người khác nhau cơ, mà mua cũng chỉ mất 250.000 thôi. Và bọn mình thì có một cái gói đó là đây, tức là các bạn chỉ cần bỏ ra là 399.000 là các bạn có thể là có được hai loại tài khoản, một là nhà Canva phiên bản quốc tế, hai là Canva phiên bản Trung Quốc, full cả hai loại tài khoản đấy luôn. Và có hẳn một cái kho, bọn mình làm sẵn một cái kho gồm rất là nhiều các mẫu và các tài nguyên để dành cho các bạn đi tặng. Thì cái này rất là phù hợp đối với anh chị em nào mà mình có thể là bán template này, hoặc là làm chuyên nghiệp cùng với Canva, hoặc là anh chị em nào mà muốn mua cái tài khoản Canva để làm phễu để mình có thể tặng cho mọi người á, thì anh em phải mua cái gói này 399 này. Còn nếu không á, thì anh em chỉ cần mua cái 250 là đủ rồi. Đấy, cái này thì dành cho bạn nào như cả mình muốn kiếm tiền từ Canva, mình làm rất nhiều thứ á, thì bạn nên mua. Đấy, mua cái này thì được loại hai loại tài khoản luôn. Đấy. Và cái số tiền mà bán này bọn mình vẫn đang thì dùng để gây quỹ đây, gây quỹ ủng hộ Covid đây, các bạn có thể vào trong cộng đồng này để tìm hiểu thêm nhé. Đấy là đối các bạn mà đang không ở trong cộng đồng. Thì Canva bây giờ đang có rất là nhiều các ứng dụng vào trong các công việc của chúng ta, và chúng ta có thể kiếm được tiền từ nó. Thì anh em nếu mà quan tâm đến Canva và quan tâm với việc mà kiếm tiền từ những cái thiết kế của mình, từ cái việc mà làm online, thì các bạn có thể là follow cái kênh YouTube này, follow kênh YouTube của Cuồng Canva, cộng đồng Cuồng Canva, và tham gia cùng với bọn mình ở những cái cộng đồng như thế này. Ở trong cộng đồng Cuồng Canva tặng tài khoản này, bọn mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh em ở đây, cũng như là sẽ chia sẻ những cái video, những cái hướng dẫn, những cái tốt tip để chúng ta có thể sử dụng và ứng dụng Canva trong cuộc sống ở trên cái kênh YouTube này. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì ấn đăng ký kênh và ủng hộ mình nhá. Nhớ ấn like và bình luận cho bên dưới để cho mình được biết. Bạn nào cần tài khoản thì hãy bình luận cho bên dưới và ebook ở trong cái fanpage này nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.